Xin thì chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu, tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 27 tháng 12 năm 2022 ạ. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có rất là nhiều những cái mặt hàng lan mới về đẹp, những cái mặt hàng kg cực kỳ là đẹp luôn, và thêm rất là nhiều những cái dòng hàng lan thuần đáng thưởng thức và sưu tầm ạ. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng mình phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng, ra em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 10.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc Trung Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có nhé. Thì đầu tiên ạ, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là lô kiều tím miền Trung, hay còn gọi là kiều hồng, phải nói là cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị này. Hiện tại thì cây đã bắt đầu là sưng những cái mắt nụ rồi ạ. Và đây là cái tầm quá là đẹp để cô chú anh chị có thể được ngắm những cái giò kiều tím miền Trung với những chùm hoa rất là tuyệt vời ở mùa xuân này. Kiều tím miền Trung, kiều hồng vừa về rất là đẹp. Em bán với giá là 330.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé, 330.000 cho 1 kg. Đó, em sẽ bán từ 0,5 kg với những rễ vừa sinh rất là đẹp luôn. Hàng thì không quá dài và cũng không quá ngắn, và cắt tỉa rất là kỹ luôn. Cô chú anh chị nhìn cho em, hàng xanh rất là đẹp luôn như thế này. Và sang bên này đây sẽ là cái lô đùi gà dẹt nhé, cô chú anh chị nhé. Hàng đùi gà dẹt cũng vậy ạ, cô chú anh chị nhìn cho em này. Cả lô gà như vậy này, những cái rễ nó không quá lớn và cũng không quá nhỏ. Cô chú anh chị ghép, khi mà ghép thì sẽ rất là dễ này cô chú anh chị này. Và đặc biệt ạ, là cái hàng cũng đã cắt tỉa kỹ, và cô chú anh chị có thể nhìn thấy là hiện tại cây đã bắt đầu là chuẩn bị nhú nụ như thế này này. Cô chú anh chị mà lấy chậm quá ấy ạ, thì những cái nụ này lớn qua vận chuyển nó sẽ bị chảy xước cô chú anh chị. Nên là những cái tầm mà nó đang bắt đầu là chuẩn bị nhú nụ như thế này, hoặc là đang nhú nụ nhỏ nhỏ như vậy nhá, thì đây là cái thời điểm quá là đẹp để cô chú anh chị có thể thưởng thức mùa hoa trọn vẹn cũng như mùa ghép tuyệt vời. Em bán là 190.000 cho 1 kg, cô chú anh chị nhanh tay sưu tầm ạ. Và đến bên này đây ạ, em có một cái phần quế lan hương, còn gọi là quế trắng tháng 8 nhé. Đẹp mộng mơ luôn cô chú anh chị này, hàng bản lá to, bóng loáng. Và đây là quế ở cái vùng Nghệ An và sẽ giáp với cả Thanh Hóa. Nên là cái dòng quế này hoa sẽ trắng rất là đẹp. Là một rề một mẹ với hai con này. Cây mẹ không bỏ lá chân, cực kỳ là đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhé. Và bên này ạ, là một cái nguyên một cây như thế này này. Và cả cái phần quế lan hương này em xin phép được bán với giá là 400.000 cô chú anh chị ạ, 400.000 cho phần quế lan hương quế trắng tháng 8 này. Dạ, tiếp sang bên này đây ạ. Tiếp sang bên này đây, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là lô hoàng thảo kèn tím. Nói chung là hoàng thảo kèn tầm bây giờ cũng vậy nhá. Hoàng thảo kèn hiện tại lác đác một số cây đã bắt đầu là nhú nụ rồi ạ. Với hàng là 100% thân tơ, căng mướt rất là đẹp như này. Cây không quá dài và không quá ngắn. Đủ cô chú anh chị có những cái suối hoa tuyệt vời từ những cái thân kèn này. Hoàng thảo kèn cô chú anh chị nhá. Thân quá là đẹp luôn. Cây bây giờ cũng đang chuẩn bị lên những cái mầm gốc này. Cũng đang chuẩn bị đi vào cái mùa nụ. Thì thực ra đây là cái thời điểm rất là đẹp đúng không ạ? Ngắm mùa hoa trọn vẹn cũng như là cái cơ hội để mà có thể thuần cây kèn này được cao nhất ạ. Giá em bán là 450.000 cho 1 kg. Cái dòng lan hoàng thảo kèn này 450.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,2 kg cô chú anh chị nhé. Dòng lan hoàng thảo kèn ạ. Lác đác một số cây đã nhú nụ, nhưng mà nói chung là những cái cây kèn này đảm bảo là từng thân một sẽ cho cô chú anh chị là được ngắm những cái bông hoa gọi là căng mướt và đẹp nhất đấy ạ. Còn tiếp sang bên này đây thì em có cái lô hoàng thảo chuỗi ngọc này. Cô chú anh chị nhìn cho em, những cây chuỗi ngọc, những dòng hoàng thảo mùa này nó cũng đang bắt đầu là xuống hết lá. Cây cũng đang bắt đầu là nhú nụ. Cô chú anh chị chơi lan thì biết rồi, cái dòng lan hoàng thảo chuỗi ngọc này hoa rất là rực rỡ, bền hoa và rất là thơm nữa đúng không ạ? Hàng rụng lá như vậy thì cô chú anh chị sẽ không phải bị mất tiền cân thêm những cái lá. Tại vì đằng nào trước sau gì về thì nó cũng rụng thôi ạ. Em bán 1 kg hoàng thảo chuỗi ngọc này với giá là 160.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Vừa rẻ mà lại không phải vừa cân mất là tiền cân lá. Đấy nên là cô chú anh chị nào mà chơi mới chơi lan ấy thì nhìn có thể là thấy không đẹp mã, không thích đúng không ạ? Nhưng những người chơi lan lâu thì chắc chắn những cái cây này sẽ là những cái lựa chọn
vừa rẻ lại còn 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 không phải mất tiền cân lá. Bên này đây sẽ là cái dòng lan hoàng thảo vôi Bắc, hoàng thảo vôi cô chú anh chị nhé, hoàng thảo vôi này, cái độ thơm của nó chỉ đứng sau trầm ạ. Trong tất cả những dòng hoàng thảo thì cái mùi hương của cái dòng vôi chỉ đứng sau trầm. Hoàng thảo vôi em bán với giá là 190.000 cho 1 kg. Nửa kg cô chú anh chị có một cái giò lan thơm nức nở để thưởng thức hoa xuân rồi. Và tiếp sang bên này đây ạ. Tiếp sang bên này đây sẽ là cái dòng lan báo hỷ này cô chú anh chị này. Cái dòng lan báo hỷ hoa sẽ nở vào, thường là nó sẽ nở vào Tết hoặc là đầu xuân. Thì với cái sắc hoa hồng đỏ rất là đẹp, như là báo hiệu một mùa năm, một năm mới sẽ nhiều niềm vui và hạnh phúc đến với gia đình đấy ạ. Cái dòng lan báo hỷ 120.000 cho 1 kg. Tiếp sang bên này đây thì em có dòng lan ngọc thạch 3 màu Bắc. Cô chú anh chị nhìn cho em thân nào thân đấy căng mướt mượt mượt như thế này này, quá là đẹp luôn. Cái dòng lan ngọc thạch 3 màu ạ, thì đương nhiên là nó sẽ có cả thân già thân tơ đúng không ạ. Cái dòng hoàng thảo ấy ạ, không thể tránh khỏi nhé cô chú anh chị nhé. Và em bán 1 kg cái dòng lan này với giá chỉ có 150.000 cho 1 kg thôi ạ. Tiếp sang bên này đây thì em có một cái lô thạch hộc tía, một cái loại lan và một vị thuốc quý. Nếu như nói về cái tác dụng dược liệu ấy, nó là một trong 9 loại dược liệu quý giá nhất. Quý giá nhất trong tất cả các loại dược liệu. Hoa của nó cũng rất là xinh đẹp. Cái lô này thì bán để cô chú anh chị sưu tầm làm cây giống này, cây đảm bảo khỏe nhé. Về cô chú anh chị có thể làm một chậu hoặc là hai chậu đều được ạ. 80.000 cho cái lô thạch hộc tía này này cô chú anh chị này. Tiếp sang bên này đây thì em cũng có 2-3 cái lô sơn thủy tiên. Lô này em gọi là lô sơn thủy tiên số 1 này, giả hành nú căng mướt rất là xinh đẹp luôn đấy ạ. Lô sơn thủy tiên số 1 với giá em bán là 80.000 cho một lô này. Lô sơn thủy tiên số 2 với giá là 70.000. Và lô số 3 ở đây này, lô số 3 ở đây xin phép em bán với giá là 60.000 cho lô sơn thủy tiên số 3. Đó, 80, 70 và 60. Mỗi một lô cô chú anh chị có thể làm khoảng tầm 2 chậu. Nếu mà làm một chậu là sẽ rất là to nhé. Sang bên này đây sẽ là cái dòng lan hoàng thảo trầm tím này. Dòng lan hoàng thảo trầm tím, đây là dòng trầm rừng nhưng mà đã được trồng thuần trong vườn. Thân căng đẹp rất là xinh như vậy, với giá 450.000 cho 1 kg cô chú anh chị ạ. 450.000 cho 1 kg cái dòng lan hoàng thảo trầm này, với bông hoa khuôn bông bầu thơm nức nở, cái hàng trầm rừng. Em sẽ bán từ 0,2 kg, tức là 90.000 cô chú anh chị sẽ được một lượng trầm rất là nhiều luôn. Đây cô chú anh chị này, em cân ra chỗ này là 0,2 kg này, sẽ được một lượng hàng như vậy nhá. À đây ạ, em còn có một cái lô hoàng thảo hoàng lạp này. Cái lô này thì nhìn như vậy thôi nhưng mà cô chú anh chị về cũng có thể làm được 2 giò đúng không ạ? Em sẽ chia làm 2 lô đi. Dạ, mỗi một lô như vậy em bán là 40.000 cho một lô này. Cô chú anh chị này, 40.000 cho một lô. Dạ, bên này thì em có 2 cái lô giáng hương tam bảo sắc. Lô này em gọi là lô số 1 này. Lô này cô chú anh chị cũng làm được một giò tam bảo sắc đẹp nhé. Em bán với giá là 40.000. Và lô số 2 đây ạ. Lô số 2 giáng hương tam bảo sắc số 2. Lô này chắc phải tầm hơn chục cây. Và cái lô này em xin phép được bán với giá là 60.000 cho cái lô giáng hương tam bảo sắc số 2. Đó, có 2 lô tam bảo sắc. Cái lô này thì về cô chú anh chị sẽ được ghép được một trụ hay là một chậu thì cũng sẽ rất là sum suê này. Một cái lô giáng hương đuôi sắc 40.000 cho lô đuôi sắc này. Về cô chú anh chị có thể làm một trụ hoặc một chậu nhé. Và bên này em có cái dòng hải âu, em có là 2 lô hải âu này. Đó, mỗi một lô như vậy là cô chú anh chị làm một cái giò sưu tầm xinh ạ. Và một lô hải âu như vậy, lô bên kia em gọi là lô số 1 35.000, lô số 2 với giá là 30.000. Và nếu cô chú anh chị muốn lấy lượng nhiều hơn ạ thì ở đây ạ, em bán với giá là 100.000 cho 1 kg thôi nhá. 100.000 cho 1 kg hải âu thôi ạ. À, chuẩn bị sang xuân rồi, những cây sẽ bắt đầu là cho nụ cho hoa và sẽ bám rễ rất là nhanh nên là tầm ghép rất là đẹp đấy. À, bên này đây thì em có một cái combo này, em có một cái combo là hoàng thảo tam bảo sắc và một ít hoàng thảo môi tua đấy, một ít hoàng thảo tam bảo sắc, hoàng ít môi tua và vài nhánh long tu đá hoa tím đấy ạ. Combo chỗ này là có 3 loại lan, em bán với giá là 30.000 cho cái combo này đi. Đó, 30.000 cho cái combo này cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây cô chú anh chị cùng ngắm cho em ạ. Cái lô địa lan Sato. Cái dòng này sẽ hàng sẽ chuẩn mặt bông. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Những cái nụ của nó là sắc hoa sẽ là đỏ thắm, rất là đẹp nhé cô chú anh chị nhé. Với cái nụ, hàng nụ này là sẽ rất là chuẩn hoa Tết này cô chú anh chị này. Một vài ngày nữa thôi là cây sẽ bắt đầu là dần dần là hé nụ, bắt đầu là hé nở nhá. Cái dòng địa lan Sato, cái sắc hoa đỏ cho cô chú anh chị nào yêu thích cái màu sắc đỏ cho những ngày Tết đấy ạ. Một chậu
có 3 cần hoa với giá sẽ là 280.000 cho một giò. Còn chậu có 4 cần hoa sẽ là 320.000 cô chú anh chị nhé. 4 cần hoa sẽ là 320.000 trong cái chậu địa lan sa tô. Cô chú anh chị có thể làm quà tặng hay là quà biếu đều rất là tuyệt vời, hoặc là thưởng thức để thưởng thức trong những ngày Tết những cái chậu sa tô màu đỏ này đấy ạ. Rồi ạ, bên này đây cũng là cái dòng địa lan cô chú anh chị này. Cái dòng địa lan trước mặt cô chú anh chị đây ạ, là những cái cây, nói chung là những cái dòng địa lan này thì độ bền của nó đều khoảng tầm 2 tháng cho đến 3 tháng nhé cô chú anh chị nhé. Trước mặt cô chú anh chị đây đó là những cái dòng lan hoa rủ. Nó là cái dòng bạch ngọc thiên hương, hay người ta còn gọi là bạch long băng thác, bởi với những cái chùm hoa rủ như là những cái suối, những cái thác hoa cô chú anh chị, là có lẽ vì vậy mà người ta còn gọi là bạch long băng thác này cô chú anh chị này. Khi mà cây bắt đầu là nhú nụ dài một chút là cái ngồng nụ của nó sẽ uốn xuống như vậy này. Và một cái chậu bạch long băng thác hay là bạch ngọc thiên hương này này, nó sẽ có ít nhất là 6 ngồng hoa cô chú anh chị nhé, ít nhất là 6 ngồng hoa. Cô chú anh chị về có thể sẽ được thưởng thức từ bây giờ cho đến Tết, hoa của nó đang bắt đầu là dài và rủ sần dần và đang bắt đầu là nở dần như vậy đấy ạ. Một chậu như vậy em bán với giá là 350.000 cho một giò nhé, ít nhất là 6 cần hoa cô chú anh chị ạ, 6 cần hoa. Cái dòng lan này thì trước như năm ngoái là cực kỳ là đắt đỏ luôn, cái dòng bạch long đăng băng thác này này cô chú anh chị này. Khuôn bông hoa bầu và màu trắng rất là đẹp. Và đặc biệt cô chú anh chị mà để lên đôn ấy ạ, những cái giò này này, để trên đôn trong phòng khách nó rủ xuống nhìn rất là tuyệt vời luôn, hoặc là để trên cái kê trên cái những cái kệ ấy. Còn sang bên này đây cũng là một cái mặt bông mà em nghĩ rằng là cũng có một cái vẻ đẹp, có một cái sức hút riêng, là dòng lan hương quý phi nhá cô chú anh chị nhá. Với cái vẻ đẹp rất là trang nhã với màu xanh ngọc. Xanh ngọc cũng rất là xinh đẹp như thế này cô chú anh chị này. Cái dòng hương quý phi nhá, có mùi hương thơm nhẹ nhàng rất là quyến rũ luôn này. Hương quý phi. Một cái giò như vậy nó sẽ rơi vào ít nhất là 5 cần hoa cô chú anh chị ạ. 5 cần hoa cho cô chú anh chị nào yêu thích cái mặt bông xanh ngọc rất là trang nhã và rất là đẹp này. Em bán với giá là 300.000 cho một cái chậu lan hương quý phi này, rơi vào là 5 cần hoa nhé cô chú anh chị nhé. Và đảm bảo là cây nào cây đấy là nụ khỏe và đẹp, đảm bảo hàng chuẩn hoa Tết cho cô chú anh chị sẽ là những cái giò lan tuyệt vời như thế này. Sang bên này đây sẽ là những cái cây trầm rồng đỏ. Cây trầm rồng đỏ, một cái chậu trầm rồng đỏ như vậy sẽ rơi vào khoảng tầm 3 thân ạ. 3 thân cô chú anh chị nhé. Với giá em bán sẽ là 100.000 cho một chậu. Còn nếu mà chậu nào mà có 2 thân ạ, chậu 2 thân mập nú luôn, giá em sẽ bán là 80.000 đó. Thì cô chú anh chị nào lấy chậu 3 thân hay là chậu chậu 2 thân thì báo em nhé chú anh chị nhé. Hiện tại thì cây đang bắt đầu là nhú nụ rồi. Cô chú anh chị nào chơi lan lâu thì biết cái mặt giá trị của dòng lan trầm rồng đỏ này đúng không ạ? Trước đây 1 2 năm một thân trầm rồng đỏ rơi khoảng tầm 250 cho đến 300.000. Hiện tại một cái chậu trầm rồng đỏ rơi 3 thân, 2 thân chỉ có 100.000. Đó, cái vẻ đẹp của nó không thay đổi, cái sắc hoa đỏ thắm của nó không thay đổi. Nở vào Tết hay là đầu xuân đều là những cái điều mà đều là những cái điều rất là tuyệt vời. Những được ngắm những cái bông hoa nở đầu xuân với sắc hoa đỏ cực kỳ là thơm của dòng trầm rồng đỏ thì em nghĩ là cũng là một cái điều rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đó, thì chậu 2 thân chỉ có giá là 80.000 ạ. Nó quá là rẻ. Và chậu 4 thân trầm rồng đỏ có 160.000. Nó quá là rẻ so với cái vẻ đẹp của nó đúng không ạ? Với vẻ đẹp của dòng trầm rồng đỏ này. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc. Thì hoàng thảo chuỗi ngọc thì em có hàng cân bên kia nhé cô chú anh chị nhé, 160.000 cho 1 kg thôi. Còn nếu như cô chú anh chị nào mà không có thời gian ghép, hoặc là cảm thấy không tự tin về cái khả năng ghép những cái cây chuỗi ngọc này, thì cô chú anh chị có thể sưu tầm cho em những cái giỏ hoàng thảo chuỗi ngọc này cũng rất là đẹp. Cái mặt bông chuỗi ngọc thì thực sự rất là tuyệt vời rồi, bền hoa thơm. Giá em bán là 160.000 cho một giò, hoa thì rất là rực rỡ đúng không ạ? Mà không chỉ đẹp hoa đâu ạ, mà cái thân của nó cũng đã rất là đẹp rồi đấy ạ. Còn sang bên này đây thì em có cái dòng lan đen rô xuân. Cái dòng đen rô xuân hàng sẽ chuẩn mặt bông cho cô chú anh chị thưởng thức hoa Tết cô chú anh chị nhé. Đây ạ, một cái giò đen rô xuân như thế này này. Đây là cái mặt bông của nó này cô chú anh chị này. Có một cái giò đang nở sớm, độ bền sẽ phải trên 2 tháng và có hương thơm nhé. Tất cả những giò này đều đang có hương thơm và có mầm gốc đang lên khỏe như vậy. Rơi vào khoảng tầm 5 thân hoa cho một giò. Em bán với giá là 150.000 cho một chậu này cô chú anh chị này. 150.000 nhá. Hoa rất là xinh đúng không ạ? Hoa cực kỳ là xinh luôn này. Còn bên này đây sẽ là em còn có duy nhất một cái chậu thân cực kỳ là nù. Thân rất là nù, cái chiều cao nó khoảng tầm 40 cm cơ cô chú anh chị ạ.
mỗi một thân chiều cao khoảng 40 cm. Hoa này sẽ là hoa đỏ tím rất là đậm. Cả khuôn bông sẽ là đỏ rất là đậm. Với giá em bán là 180.000, à 190.000 trong một chậu này. Còn bên này cũng là cái dòng đen đô xuân này. Đấy, có ki chi chít là ki và mầm nhá. Đây thì không biết là ki hay là mầm. Nó sẽ có cả ki và quả ki và cả hoa, cả nụ hoa nhá. Một cái giò như thế này này. Hoa này cũng sẽ rất là đậm ạ. Cô chú ý chị nhìn nụ của nó thì biết rồi này. Đấy, một chậu như vậy rơi vào khoảng tầm ít nhất là 4 thân. Đấy. Vừa có nụ vừa có ki thì những cái mầm này này em cũng chưa không biết chắc là nó sẽ là nụ hay là ki đâu cô chú ý chị nhá. Nó sẽ là có thể là nụ, cũng có thể là ki. Đó, nhưng mà em thấy là sẽ có như như những cái đã phân như thế này thì nó sẽ là nụ này cô chú ý chị này. Đó, cũng sẽ có những cái là nụ, những cái là ki, em không chắc. Thì một cái giò như vậy em chỉ bán với giá có 130.000 thôi cô chú ý chị ạ. Cây rất là khỏe. Mầm gốc lên chi chít luôn, cây cực kỳ là khỏe luôn nhé. Và bên này ạ, thì em có ba cái chậu lan cắt lai a, thì ở đây em có hai cái chậu này đang có sẵn cái mặt bông nên là sẽ hoa nó hơi tàn rồi ạ, nên là cô chú anh chị sẽ không thấy cái mặt bông của nó này. Nhưng cái mặt bông này thì cô chú anh chị vẫn thấy được cái vẻ đẹp của nó nhé. Sắc hoa sẽ là màu cam đỏ và lưỡi tím, họng vàng rất là đẹp. Thì bên này sẽ là cái hoa là cánh tím, cũng là cánh tím họng vàng cô chú anh chị ạ. Thì em bán với giá là 110.000 cho một cái chậu cát này. Nói chung là dòng cát này thì hoa nó rất là dễ thuần, dễ chăm, dễ trồng luôn ạ. Rồi sang bên này đây ạ, là những cái giò phi điệp cánh viền. Phi điệp cánh viền hiện tại một số thân đang nhú nụ. Cái mặt bông phi điệp cánh viền này thì đã được công nhận ở những cái hội triển lãm về hoa lan rồi. Đây, cây đang bắt đầu là nứt nụ này. Một số cây đang bắt đầu là nứt nụ này. Đi dự những triển lãm được giải hoa rất là cao. Được giải rất là cao rồi. Đấy, một chậu như vậy rơi vào, một giò như vậy ạ. Gỗ nhá cô chú anh chị nhá, giá thể cực kỳ là chắc chắn luôn. Rơi vào ít nhất là 5 thân, đảm bảo cô chú anh chị có một suối hoa tuyệt vời. Thơm nức nở đẹp, thưởng thức hoa xuân, 160.000 cho một giò. Sang bên này đây sẽ là những cây hồ điệp. Hồ điệp để cô chú anh chị mình thưởng thức hoa Tết cho em ạ. Những cây hồ điệp này cô chú anh chị nào yêu thích này, cái dòng hồ điệp này, một chậu như vậy là nó đang hoa này. Hoa này thì đảm bảo cô chú anh chị là đến Tết vẫn còn đẹp. Hiện tại là đang nở những cái bông dưới này, vẫn còn có một số nụ như vậy. Cái dòng hồ điệp này ấy, thì cái độ bền của nó phải tầm trên 2 tháng đúng không ạ? Bây giờ chưa đến 1 tháng nữa đã Tết rồi ạ. Với giá em bán là 60.000 cho một chậu thôi ạ. 60.000 cho một chậu hồ điệp này thôi và có hẳn hai ngồng hoa luôn nhé. Còn bên này đây là cái dòng hồ điệp má đào. Hẳn ba ngồng hoa luôn cô chú anh chị ạ. Một chậu như vậy ba ngồng hoa và đang phân nụ này cô chú anh chị này. Đang phân nụ rất là khỏe và đẹp luôn. Một cái chậu như thế này thôi, cô chú anh chị trưng trong phòng khách cái bàn làm việc cũng rất là xinh rồi. Em bán với giá chỉ có 70.000 cho một giò. Hồ điệp lá biên hay còn gọi là lá phát tài đấy ạ. Rất là đẹp ạ. Hai hoặc ba ngồng hoa với giá em bán là 70.000 cho một chậu. Này sẽ là vũ nữ này cô chú anh chị này. Vũ nữ đây là vũ nữ hoa anh đào với giá em bán 140.000 cho một giò. Còn bên này đây sẽ là cái dòng lan tiểu thần tiên cô chú anh chị nhá. Hoa siêu bền luôn đấy ạ. Thơm mà lại cho hoa quanh năm. Hiện tại thì em có đang có hai cái giò nó đang nở hoa như này này. Bình thường em bán 160, còn hàng hôm nay sẽ là với giá 140.000 thôi nhá. 140.000 trong một cái chậu tiểu thần tiên này thôi ạ. Và bên này đây sẽ là dòng ngọc nữ với những bông hoa sắc tím hồng rất là xinh. Em còn có duy nhất một cái chậu này này, nó có hai cái vòi nụ luôn ạ. Giá em bán 140.000, còn một số chậu này cũng đang nụ nhưng mà nụ nó bị gãy ạ. Em sẽ bán với giá là 130 cho dòng ngọc nữ. À, dòng tiểu thần tiên chứ. Cả bên này đây sẽ là những cái giò lan rất là đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi để cô chú anh chị mình có thể lựa chọn những cái phần lan gọi là ưng ý và đẹp cho sân vườn nhé. Em xin phép được giới thiệu đặc biệt là những cái rễ kiều tím rất là tuyệt vời mà cực kỳ là em nghĩ là giá rất là phải chăng để cô chú anh chị sưu tầm luôn ạ. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là những hình đai châu. Đai châu hay còn gọi là nghinh xuân ngọc điểm đấy ạ. Em có hình đai châu này số 1 này, có 4 cây đai châu về cô chú anh chị có thể làm một trụ hay là trồng chậu đều được nhé. Đang có nụ hoa với giá chỉ có 120.000 cho hình này thôi ạ. Hình tiếp theo, hình số 2, em cũng có hai cây châu rất là to đấy ạ. 130.000 cho hai cây cực kỳ là to này. Tiếp theo sẽ là hình số 3. Hình số 3 với giá 100.000. 100.000 đây cũng là hai cây châu khá là lớn và cũng đang nụ. Bên này đây sẽ là hình số 4, là một cái rề gà dẹt
có thể cho cô chú anh chị một tác phẩm hoa tuyệt vời, giá 420.000, chắc chắn là sẽ là một cái tác phẩm rất là tuyệt vời ở mùa xuân, cái dề gà dẹt này cô chú anh chị này. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 5, một cái phần dáng hương đuôi cáo. Cái lô này có 8 cây ạ, sau Tết là bắt đầu là nhú nụ luôn đấy cô chú anh chị nhá, cây khá là lớn. Và cái lô dáng hương đuôi cáo này em xin phép được bán với giá là 130.000 cho lô dáng hương đuôi cáo này đấy ạ, 130.000. Về cô chú ý chị làm một chậu to đùng luôn hoặc là trồng một trụ đều đẹp. Bên này đây sẽ là dòng phi điệp 5 cánh trắng họng hồng ạ. Nụ chi chít là nụ luôn đây cô chú ý chị này. Đã, cây đang bắt đầu là có cây thì nụ lớn này, có những cái thân này đang bắt đầu là nhú nụ này. Cái giò này này, 4 thân cô chú ý chị nhá. Thân này đang nhú nụ sớm. Nó bị gãy đầu ngọn một xíu. Đấy, có 4 thân như vậy này. Cả 4 thân này thì đều đang hiện tại đang bắt đầu nhú nụ. Có thân một thân này thì to đùng này nụ chỉ lớn hơn trước rồi. Cái dòng này ạ, hoa rất là đẹp luôn mà chắc chắn là nở hoa Tết rồi ạ. Giá em bán là 120.000 cho giò này thôi cô chú anh chị nhá. 120.000 thôi cho chậu phi điệp 5 cánh trắng họng hồng. 2 năm trước cô chú anh chị biết rồi, một thân phi điệp hơn 300 đúng không ạ? Thân phi điệp 5 cánh trắng họng hồng này hơn 300 ạ. Bây giờ hàng chuẩn mặt bông mà chỉ có giá bao nhiêu ạ? 120.000 cho cả một chậu như thế này. Tiếp theo sẽ là hình số 7 này. Hình số 7. Chậu này thì cũng rất là nhiều thân cô chú anh chị ạ. Đấy. À, có những cái thân mà nó nụ lớn một chút xíu thì khi mà mình va chạm nhẹ thôi nó đã hỏng nụ rồi. Nên là nhiều cô chú anh chị cứ muốn là hàng nụ. Thực ra thì không cần thiết như vậy đâu ạ. Nó chỉ cần là chuẩn bị nụ, sắp đến mùa nụ là tầm rất là đẹp, thưởng thức hoa trọn vẹn nhất rồi. Cái hình này em bán với giá 130.000 cô chú anh chị nhá. Là cái hình số 7 ạ. Hình số 8 cũng rất nhiều thân luôn này cô chú anh chị này. Và cây cũng đang nhú nụ quá là đẹp luôn ạ. Kể cả thân dài, thân ngắn cô chú anh chị nhìn cho em rất là đẹp. Cái giò này em bán với giá là cũng là giò này là sẽ là 130.000 nhá. À, tiếp sang bên này đây sẽ là hình số 9, một dề kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng ạ. Thân quá là đẹp luôn như thế này. Đó. Hàng bắc nguyên ở trên rừng về nhá. Bắc nguyên ở trên cây về. Cái giò này mà khi mà nở hoa thì thôi rồi ạ, mùa xuân nở hoa thì thôi rồi đúng không ạ? Quá là đẹp luôn. Dề kiều tím này. Cái dề kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng này xin phép được bán với giá là 440.000. Như cái dề này như 1-2 năm trước có khi phải tầm 1 triệu, hơn 1 triệu. Đó, bây giờ có 440.000 cho cái dề này. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 10. Hình số 10, cái dề kiều tím xinh đẹp ở đây với giá 150.000 cô chú anh chị nhé. 150.000 ạ. Và hình tiếp theo ạ là hình số 11. Hình số 11 ở đây này cô chú anh chị này. Đẹp chưa ạ? Hình số 11 này em xin phép được bán với giá là 300.000. Những dề kiều quá đẹp luôn, 300.000 cho dề này. Hình tiếp theo là hình số 12, cũng là một dề kiều tím này, xanh mướt tuyệt vời như thế này ạ, 350.000 cho dề này nhá. Hình tiếp theo sẽ là hình số 13. Hình số 13 này sẽ là 260.000. Tiếp theo ạ, một dề tròn vo luôn đây cô chú anh chị này. Hình số 14 260.000 cho cái dề xinh đẹp ở đây ạ. Được. Ngoài ra thì em có hàng cân ở bên này cô chú anh chị nhá. Này em giới thiệu rồi ạ. Rất là đẹp đấy ạ. 330.000 cho 1 kg. Thì bên này đây thì em có những cái đặc sản vùng miền Cao Bằng. Thì món đầu tiên em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là lạp sườn. Lạp sườn tự tay nhà em làm nhá, là thủ công bằng cái lợn ngon và sạch nhất của vùng quê em ạ. Và hun bằng bã của cây mía nên là nhìn cái lạp sườn nó rất là vàng như thế này này cô chú anh chị này. Một túi như vậy đóng gói là nửa kg ạ, à, em bán với giá là 130.000 nhá. Cô chú anh chị lấy cả 1 kg với giá sẽ là 250.000. Đó. Đảm bảo lợn ngon và sạch và chắc chắn một điều rằng là cô chú anh chị sẽ có rất là ấn tượng. Thực sự sẽ em nghĩ rằng là sẽ có ấn tượng rất là tuyệt vời về cái món lạp sườn của vùng Cao Bằng quê em mà năm nào gần như đến Tết là hình như là gia đình nào cũng không thể là thiếu cái món lạp sườn này trong gia đình ở cái vùng quê em. Còn bên này đây sẽ là cái măng mầm ạ. Măng này là măng nứa của chú anh chị nhá. Ngon tụt lưỡi luôn ạ. Em bán 1 kg với giá là 200.000 cho một túi. Còn bên này sẽ là chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng với giá là 170.000 cho một túi nửa kg. Rễ mũ tần với giá 120.000 và nấm ngọc cẩu 150.000. Bên này đây sẽ là nấm hương này. Nấm hương vùng một túi như vậy là nửa kg sẽ rơi vào khoảng tầm 8 hay là 9 sâu gì đó. Giá em bán là 140.000 cho một túi. Còn nếu như cô chú anh chị lấy một sâu, lấy từng sâu ấy ạ thì em sẽ bán tốt nhất là cô chú anh chị lấy khoảng túi nửa kg như này này.
Lấy bán theo sâu thì em sẽ bán với giá là 17.000 cho một một sâu ạ. Và hoàng tinh em bán 200 nhé, tầm gửi cây chanh, chanh em bán 220 ạ. Bên này thì em có các chế phẩm vật tư dành cho hoa lan, vỏ thông đủ size 1, 2, 3, 4, vỏ thông vụn đồng giá 20.000 trong kg, rêu rừng 50.000 trong kg, dớn vụn 4.000 trong kg. Và Atonic là 10.000 cho một gói, Atonic sẽ là 10.000 cho một gói này. Duy xanh 50.000 cho một ống và Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp ạ. Và B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 cho một lọ. Dưỡng chất super thai hormone tăng trưởng 50.000 cho một lọ. Cắp tan đặc trị thổi ba loại phân bón thông minh tăng chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón lá đồng giá 35.000 cho một lọ, đặc trị côn trùng với giá là 90.000 cho một lọ. Và cắp tan đặc trị thối nhũn với giá là 40.000 cho một lọ. Kin kin bun cũng là đặc trị thối nhũn với giá là 25.000 cho một gói này. Chicho đề ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 cho một gói nhé. Và phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh, à đâu, một hộp này cũng là chicho đề ma với giá em bán là 130.000. Và phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh thì được làm từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tương ấy ạ. Ủ men vi sinh và ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng rồi. Cái sản phẩm cực kỳ là lành luôn ấy. Rất là lành và nhiều dưỡng chất tuyệt vời luôn. Với giá em bán là 35.000 cho một lọ thôi, túi thôi nhá. Nay thì em không mang ra, cô chú ý chị ạ. Hết mà em không mang hàng ra. Bên này thì em có sản phẩm đó là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng. 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng này, có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt ạ. Lọ như vậy em bán với giá là 40.000 nhá. Cái tinh dầu hồi này, cái cánh hoa hồi thì cô chú ý chị biết rồi, rất là nhiều những cái tác dụng dược liệu tuyệt vời, quý giá và tốt cho sức khỏe. Từ cái cánh hoa hồi người ta có thể sử dụng để cho vào món ăn, tạo hương vị, tạo độ ngọt cũng như là tốt cho sức khỏe. Đấy, những cái cánh hoa, từ những cái cánh hoa hồi đó chiết xuất ra những cái tinh dầu hồi này rất là sẽ có rất là nhiều những cái tác dụng dược liệu tuyệt vời ạ, như là diệt khuẩn này, làm sạch không khí. Mùi hương của nó có thể tạo cho cô chú anh chị có một cái cảm giác vô cùng là thư giãn luôn. Giảm đau rất là hiệu quả mà không gây nóng rát nhé. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng hôm nay bên em đang có ạ. Và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Em xin phép được dừng clip ở đây ạ.